Từ phi trường Budapest Airport, chúng ta bay qua Cộng hòa Hiệp khác Czech Republic, thủ đô là Praha, ngày 25 tháng 1 năm 2019. Thành phố Praha đã đón chào chúng tôi bằng một cơn mưa tuyết phủ trắng đất trời, làm tăng thêm vẻ lãng mạn của một ngày mùa đông. Tại phi trường Praha, chúng tôi gọi Uber đưa về hotel Don Giovanni, một khách sạn 5 sao khá đẹp. Từ cửa sổ hotel nhìn xuống đường phố, tuyết phủ trắng, những hoa tuyết vẫn còn bay bay, khiến lòng tôi lại chen lấn một chút gì đó của văn thơ. Tôi lại nhớ mấy câu thơ trong bài Mùa đông về gõ cửa. Bên cửa sổ, bóng mờ sương phủ trắng, mịt mờ xa ẩn hiện một bóng trăng. Em kịp đến mang cho đời ngọn lửa, đốt hồng lên tan chảy lớp tuyết băng. Người hướng dẫn viên du lịch đưa cả đoàn chúng tôi đi bộ đến nhà ga Tren Station để lên tàu chạy về thị trấn Kutnahora. Ngồi trên tàu khoảng gần 3 tiếng đồng hồ, ngắm nhìn những khung cảnh lướt qua bên cửa sổ của toa tàu, cả một vùng nông thôn làng quê với những cánh đồng bát ngát một màu xanh bàng bạc, xen kẽ những lớp tuyết mùa đông phủ trắng. Những khu dân cư thầm lặng, không ồn ào đông đúc xe cộ như nơi đô thị. Cả một vùng nông thôn bình yên, mang đậm nét
của một thời trước Thế chiến thứ hai còn sót lại. Đoàn tàu dừng lại tại một nhà ga của thị trấn Kutna Hora. Chúng tôi lại tiếp tục chuyển qua một con tàu nhỏ hơn, cũ kỹ hơn, để đi đến ngôi làng Sedlec, nơi có nhà thờ cổ trang trí bằng xương người. Con tàu dừng lại ở một trạm rất nhỏ. Chúng tôi bước xuống và đi bộ đến địa điểm ngôi làng Sedlec. Người hướng dẫn viên du lịch, anh ta tên là David, cư dân của thành phố Denver, tiểu bang Colorado, lưu lạc theo tình yêu của một cô gái học vũ ba lê người Tiệp Khắc, và anh đến với Praha làm nghề hướng dẫn viên du lịch tour nói tiếng Anh English. Kutna Hora là một thị trấn được hình thành từ năm 1142, khi giáo hội Công giáo đã thành lập một tu viện Sedlec tại nơi đây. Đến năm 1260, các thợ mỏ người Đức bắt đầu khai thác mỏ bạc ở vùng núi mà họ đặt tên là Kurtenbrech. Trung tâm của Kutna Hora và tu viện Sedlec đã được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Kutna Hora còn mang một tên gọi khác, đó là thành phố bạc, là một thị trấn hấp dẫn của vùng Bohemia. Thành phố thời Trung cổ này được bảo tồn thật đẹp. Nó từng là nguồn cung cấp bạc lớn nhất châu Âu thời bấy giờ. Trong đoạn phim này, nơi chúng tôi đang đứng chính là nhà nguyện Sedlec Ossuary, nằm tại trung tâm của một nghĩa trang. Vài nét thoáng qua về lịch sử tại nơi đây. Năm 1278, Henry là tu viện trưởng của tu viện Citerson ở Sedlec đã được vua Ottokar đệ nhị và sứ sở Bohemia gửi đến thánh địa Jerusalem. Khi Henry trở về đã mang theo một nhúm đất thánh tại đồi Golgotha, nơi thánh địa của Thiên Chúa giáo. Ông mang về dòng tu Sedlec và nắm đất này từ đồi Golgotha đã được trải lên nghĩa trang của tu viện. Việc làm này đã nhanh chóng được lan rộng và nghĩa trang Sedlec đã trở thành vùng đất linh thiêng, nơi chôn cất nổi tiếng khắp vùng Trung Âu thời bấy giờ. Vào giữa thế kỷ thứ 14, cái chết đen do một bệnh dịch và sau chiến tranh Ossetia vào đầu thế kỷ thứ 15 đã làm vài chục ngàn người chết và tất cả được chôn cất tại nơi đây. Và năm 1400, một ngôi nhà thờ theo kiến trúc Gothic đã được xây dựng tại trung tâm nghĩa trang, với một tầng trên có mái vòm và một nhà nguyện ở phía dưới. Sau năm 1511, nhiệm vụ khai quật xương người đã được trao cho một tu sĩ đảm trách. Với sự gia tăng không ngừng của dân số cũng như diện tích nghĩa trang bị hạn hẹp, chính vì lý do này mà tầng hầm của nhà nguyện được dành làm nơi chứa các hài cốt. Vào năm 1870, gia đình Swedenborg đã mua lại ngôi nhà thờ này. Và từ đó, Frederick Ring, một thợ khắc gỗ tài ba, được gia đình Swedenborg thuê mướn ông để làm công việc đưa những đống xương người vào một trật tự. Công việc này là một kết quả thật rùng rợn, thậm chí chữ ký của tác giả Ring cũng được thực hiện bằng xương người. Lời đồn rằng chính đôi mắt của Ring bị mờ, nhưng sau thời gian sắp xếp xương người, đôi mắt của ông càng sáng hơn. Ước tính có khoảng hơn 40.000 bộ xương người đã được sử dụng để tạo dựng những tác phẩm nghệ thuật rùng rợn và độc đáo nhất thế gian này. Khi vào bên trong ngôi nhà nguyện, chúng ta sẽ nhìn thấy những sọ người, xương người được sắp xếp trang trí trên những bức tường dọc theo lối đi. Bước xuống nhà nguyện, một chiếc đèn chùm khổng lồ bằng xương người treo ngay trung tâm của bàn thánh. Các tác phẩm khác bao gồm kinh điển, những họa tiết trang trí bên cạnh bàn thờ. Ngay cả huy hiệu của dòng họ Swedenborg và chữ ký của tác giả Ring cũng được thực hiện bằng xương người. Vào tháng 7 năm 2008, UNESCO đã công nhận nhà thờ xương người và ngôi làng Sedlec được đưa vào danh sách di sản
của thế giới. Ngôi làng cổ kính và ngôi nhà thờ độc đáo có một không hai trên thế giới khiến cho du khách khi ghé thăm nơi đây phải rợn người và vô cùng nể phục. Riêng tôi khi đến thăm ngôi nhà thờ xương người, tôi thấy được điều mà nhà điêu khắc tài ba Francis Green đã để lại một message, một lời nhắn, đó là cõi vô thường. Nếu chúng ta thấy rõ được sự đổi thay thì sẽ thấy được cõi vô thường. Đời sống con người thì luôn luôn thay đổi. Sinh, lão, bệnh, tử là một quy luật mà chúng ta phải tuân theo. Tôi ngắm nhìn một tác phẩm của Ring, một cái sọ người trên cao nhất, rồi lần lượt những sọ người phía dưới. Cái sọ người trên cao kia có thể là một người nông dân cùng khổ, và cái sọ người ở dưới thấp có thể là một giai cấp cao sang quyền quý. Nào ai biết được, phải chăng khi chết đi tất cả con người đều bình đẳng không phân biệt, giàu nghèo sang hèn, tất cả những bộ xương người của 40.000 người nơi đây đã được sắp xếp kết nối tạo thành những tác phẩm tuyệt vời để cùng hướng về một đấng tối cao, đó là Thượng Đế, là Thiên Chúa. Tự nhiên có âm vang của một câu thơ mà tôi đã viết từ lâu, như vọng lại: quên đi cát bụi lụy phiền, bờ hư không nối cội tiền kiếp xưa. Tôi chợt nhớ đến một bài thơ tôi đã viết về chữ thiền: đứng lại, không cần tìm lối về, thức, cho biết ngày dài lê thê, im lặng, tai nghe tim người đập, yêu thương những tâm hồn tái tê. Đây cũng chỉ là một góc nhìn riêng của tôi để chia sẻ một cảm nhận về ngôi nhà thờ xương người. Kutnahora là một thành phố thời trung cổ được bảo tồn tuyệt đẹp. Tại nơi đây từng là mỏ bạc phong phú nhất châu Âu vào thời xa xưa. Người hướng dẫn viên du lịch đã đưa chúng tôi đi bộ quanh thành phố và thăm những nơi có chiều dài lịch sử vài trăm năm như nhà thờ San Barbara, nhà nguyện Corpus Christi và nhiều nơi khác. Sau cùng, anh David, hướng dẫn viên du lịch, đã đưa chúng tôi vào một nhà hàng cũng khá là cổ kính. Tại đây có món đùi vịt nướng khá ngon và uống loại bia đen của địa phương. Sau bữa ăn trưa, chúng tôi lại trở về con đường cũ bằng tàu hỏa
và về lại thành phố Praha. Vanessa qua về Czech Republic, Cộng hòa Tiệp Khắc, được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 9 với tên gọi là Công tước xứ Bohemia dưới thời đế chế Moravian vĩ đại. Năm 1002, Tiệp Khắc được công nhận là hoàng gia của đế chế La Mã và trở thành vương quốc Bohemia vào năm 1198. Tiệp Khắc luôn là một quốc gia dân chủ tại châu Âu. Trong Thế chiến thứ hai, Tiệp Khắc đã bị quân Đức Quốc xã chiếm đóng. Khi Đức Quốc xã tan rã sau Thế chiến thứ hai, Liên Xô đã chiếm đóng Tiệp Khắc năm 1945 và trở thành quốc gia cộng sản theo kiểu Stalin. Năm 1968, Tiệp Khắc đã nổ ra một cuộc cách mạng được gọi là Mùa Xuân Praha. Cuộc cách mạng này cũng bị Cộng sản Nga đem quân đàn áp. Cho đến khi cuộc cách mạng Nhung 1989, chế độ Cộng sản sụp đổ, Tiệp Khắc đã trở thành quốc gia độc lập Czech Republic, Cộng hòa Tiệp Khắc. Tiệp Khắc gia nhập NATO năm 1999 và gia nhập Khối Liên minh Âu Châu năm 2004. The Park Spring là một sự phản kháng mạnh mẽ của người dân Tiệp Khắc chống lại Cộng sản Liên Xô. Cộng sản Nga cùng các quốc gia trong Khối Liên minh Hiệp ước Warsaw đem quân đàn áp cuộc nổi dậy. Khoảng 250.000 quân đã tấn công Tiệp Khắc. Cuộc xâm lược đã ngăn chặn thành công của cách mạng Mùa Xuân và để lại sự tàn phá và chết chóc. Cũng như các nước Đông Âu khác đã bị Cộng sản Nga xâm chiếm và người dân luôn luôn chống lại chế độ độc tài Cộng sản. Ngày nay tất cả những biểu tượng của chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô đã bị phá bỏ, vứt vào đống rác của lịch sử. Người hướng dẫn viên du lịch, bà ấy nói với chúng tôi một câu bằng tiếng Anh như sau: Freedom is so beautiful when the communist status have gone. Tự do thì thật là đẹp khi tất cả những biểu tượng của Cộng sản đã tan biến đi. Bức tường John Lennon, tên của một nhạc sĩ nổi tiếng của ban nhạc The Beatles. Ngày 8 tháng 12 năm 1980, nhạc sĩ Lennon đã bị một kẻ cuồng điên bắn chết tại khu vực Manhattan, New York. Vào năm 1980, khi một nghệ sĩ vô danh đã vẽ một hình ảnh chân dung của John Lennon và một số bài hát lên bức tường. Từ đó bức tường trở nên nổi tiếng. Mặc dù bức tường đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng bức tường vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Khi đến khu vực này, tôi không biết điều gì đã làm cho các bà cười to thế. Khi đến gần, tôi mới nhận ra hai bức tượng đàn ông đang tưới nước với hai cái vòi nhỏ ngóc đầu lên xuống
ở quay phải, quay trái, tưới nước vào hồ. Có bà còn cao hứng đưa tay sờ vào chỗ ấy rồi cười sảng khoái. Đúng là chỉ có ý tưởng phóng khoáng nghịch ngợm của người Âu Châu mới nghĩ ra hai bức tượng tuyệt vời này. Cầu Charlie là cây cầu có ý nghĩa lịch sử tại Praha. Nó được xây dựng vào năm 1357 dưới sự bảo trợ của Hoàng đế Karl đệ tứ. Đây là cây cầu cổ nhất bắc ngang qua sông Vltava. Nó được kết nối giữa hai lâu đài Praha và thành phố cổ Old Town cùng với khu dân cư lân cận. Cầu Charlie dài 621 m, rộng 10 m. Với 16 mái vòm dưới chân cầu. Đây là cây cầu cổ xưa với kết cấu vững chắc nhất từ thời xa xưa cho đến ngày nay. Cây cầu được trang trí hai bên lối đi bao gồm 30 bức tượng, hầu hết là màu đen. Các bức tượng được dựng lên từ năm 1683 đến năm 1714, mô tả các vị thánh của Thiên Chúa Giáo. Khi sưu tầm tài liệu trên Google Wikipedia, tôi nhận thấy một nét văn hóa cổ điển trong nền âm nhạc tại nơi đây. Đó là nhà soạn nhạc tài ba của tiệp khắc Patrick Metana. Những tác phẩm âm nhạc của ông đã để lại nhiều giá trị cho nền âm nhạc dân tộc tiệp khắc. Xin mời quý vị nghe một bản giao hưởng của Patrick Metana, ông viết về dòng sông Vltava, do dàn nhạc giao hưởng của thành phố Prague trình diễn. Dòng sông Vltava có chiều dài 430.3 km. Khi con sông chảy ngang qua thành phố Praha,
dòng sông được bắc ngang qua 18 cây cầu, trong đó có cây cầu Charlie. Dòng sông thật trong xanh và thật bình an này, đôi lúc nó đã nổi cơn thịnh nộ, gây ra cảnh lụt lội trong nhiều thời điểm của lịch sử. Vào tháng 8 năm 2002, lưu vực sông Vltava bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lụt lớn tại Âu Châu. Dòng sông bị lũ lụt, tràn ngập thành phố và gây thiệt hại rất lớn cho thành phố và cư dân. Và gần đây nhất là trận lụt vào năm 2013 cũng để lại hậu quả khủng khiếp cho nơi đây. Astronomical Clock là một đồng hồ thiên văn thời Trung Cổ tại Praha, thủ đô Tiệp Khắc. Đồng hồ được lắp đặt vào năm 1410. Nó trở thành đồng hồ thiên văn lâu đời thứ ba trên thế giới, vẫn còn hoạt động. Đồng hồ có ba phần chính: mặt số thiên văn đại diện cho vị trí mặt trời và mặt trăng và hiển thị các chi tiết khác nhau cứ mỗi tiếng. Chiếc đồng hồ sẽ biểu diễn về các nhân vật của các tông đồ và các tác phẩm điêu khắc chuyển động khác nhau. Theo truyền thuyết, thành phố Praha sẽ đau khổ khi chiếc đồng hồ này bị hư hỏng. Tôi đã mua vé để lên trên tháp đồng hồ thiên văn. Từ trên tháp cao nhìn xuống toàn cảnh đẹp của thành phố Praha, thật là lộng lẫy và nguy nga tráng lệ. The Old Town, khu phố cổ tại Praha, là khu định cư thời Trung Cổ của Tiệp Khắc. Nó được ngăn cách với bên ngoài bởi một con hào và tường hình bán nguyệt nối với sông Vltava. Phố cổ bao gồm quảng trường và đồng hồ thiên văn. Phố cổ là trái tim của Praha. Khu phố luôn hấp dẫn số lượng khách du lịch đến thăm viếng rất đông. Vẻ đẹp lung linh cổ kính của các tòa lâu đài, các khu thánh đường, các đài tưởng niệm, các đài phun nước, quảng trường Old Town Square được bao quanh bởi nhà thờ Đức Bà với hai ngọn tháp màu xám cao vút trời xanh cùng với tháp đồng hồ thiên văn. Thánh đường La Mã Saint Victor, đây là một trong những ngôi nhà thờ cổ kính nhất tại châu Âu, được xây dựng từ năm 1344. Cùng với lâu đài Praha, tòa lâu đài cổ xưa tráng lệ này mang tên của thành phố Praha.
Ngoài trời rất lạnh, nhất là những cơn gió buốt thổi về. Đi bộ cả một ngày cũng hơi mệt và đang đói. Tình cờ nhìn thấy bên kia đường có một bảng hiệu chữ Việt Nam, quán Mục Đồng. Chúng tôi vội bước vào. Không khí ấm áp bên trong, cô tiếp viên nói giọng bạn, chủ quán cũng là người miền Bắc, sinh sống tại Điệp Khắc khá lâu. Người Việt Nam sinh sống tại Điệp Khắc khá đông. Trong lúc chúng tôi đi dạo phố mua sắm cũng gặp rất nhiều gian hàng người Việt tại đây. Đến đây tôi cũng xin chấm dứt đoạn phim du lịch Điệp Khắc vì đoạn phim cũng đã khá dài. Xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị xem phim thật vui.